Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 06, theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Điều chỉnh về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà đồng thời là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo nhóm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng. 2. Mức hưởng ốm đau tối đa khi nghỉ lẻ tháng. Thông tư 06 vẫn tiếp tục kế thừa quy định trước đây, đồng thời bổ sung quy định về mức hưởng tối đa khi tính theo công thức này. Ngoài ra, mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị ốm đau, tai nạn, không phải tai nạn lao động hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi trong thời gian từ 14 ngày làm việc trở lên được tính trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp các tháng liền kề kế tiếp vẫn còn tiếp tục bị ốm và phải nghỉ việc thì mức hưởng được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trước ngày 1 tháng 9 năm 2021, mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng người lao động nghỉ ốm. Bước sang năm 2021, với diễn biến phức tạp hơn của dịch Covid-19, trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hơn 4.700.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, hơn 1.200.000 người hưởng chế độ thai sản, gần 260.000 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tính đến hết tháng 7 năm 2021, toàn quốc đã có trên 84 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hơn 400.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp và hơn 9.000 người lao động được hỗ trợ học nghề. Tính đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động như sau. Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 471 đơn vị với hơn 87.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 588 tỷ đồng tại 47 trên 63 tỉnh thành phố. Thứ hai, xác nhận danh sách cho trên 795.000 lao động của hơn 29.000 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62 trên 63 tỉnh thành phố. Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, đặc biệt các hoạt động du lịch phải dừng hoạt động khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư vào đầu mùa hè, mùa cao điểm du lịch nhất năm của ngành công nghiệp không khói. Lượng du khách sụt giảm mạnh đã tác động trực diện tới tất cả các công ty du lịch, các ngành dịch vụ rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn HIS Sông Hàn hợp tác với Nhật Bản để đưa khách Nhật Bản sang du lịch và làm việc tại Việt Nam. Dịch Covid-19 khiến công ty này chồng chất thêm khó khăn. Mình là công ty chuyên về du lịch nên là công ty tôi thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn là khách Nhật sẽ không thể qua Việt Nam được nên là bên công ty tôi cũng không có nhiều doanh thu. Thì một số các bạn thì cũng đã thấy tình hình du lịch khó có thể phục hồi được cho nên các bạn đã tìm công việc khác để mức thu nhập ổn định hơn. Và ngoài ra nữa thì công ty tôi cũng có cắt hợp đồng với một số các nhân viên đã hết hạn hợp đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn HIS Sông Hàn Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hoạt động theo quy định. Vì vậy, đã được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất. Cùng với đó, người lao động của công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động do không có việc làm đã được tạo điều kiện để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Công ty chúng tôi đã nhận được thông báo của bên bảo hiểm xã hội từ tháng 6 và trong tháng 7 thì chúng tôi đã được giảm trừ khoản tiền bảo hiểm tai nạn và tử tuất là 0,5%. Với những người lao động thì nó là một cái hỗ trợ rất là tốt khi mà người lao động chưa tìm được việc làm và công ty chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho nhân viên ở công ty đã nghỉ việc hoàn thành hồ sơ cũng như là được nhận tiền thất nghiệp sớm nhất. Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm đã hoàn tất các hồ sơ cũng thực hiện rất là nhanh chóng, thông báo từ cuối tháng 6 trong tháng đã được giải quyết. Ngay sau khi chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được ban hành, các thủ tục đã được rút gọn, giải quyết nhanh chóng. Vì vậy, các doanh nghiệp nhanh chóng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất, giúp giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp. Khoản tiền hỗ trợ đã phần nào giúp người lao động giảm bớt khó khăn. Việc triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo quyết định số 23 và công văn hướng dẫn của ngành. Phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại, đề nghị bổ sung. Thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết liệt triển khai các gói giải pháp, qua đó các doanh nghiệp và người lao động có thêm nguồn lực để duy trì và phục hồi.